Xin chào các bạn. Hôm nay cô Hiển sẽ đến với các bạn trong tuần 3 của một bài tập tuần toán 2 nhé. Đầu tiên chúng ta đi vào phần 1, trắc nghiệm. Khoanh tròn và chữ cái đặt trước kết quả đúng nhất. Ở câu 1, trong phép tính 39 trừ 15 bằng 24. Số 15 được gọi là, các bạn thấy rằng ở đây là phép tính trừ. Vậy số đứng trước phép tính trừ là số bị trừ, đứng sau dấu trừ là số trừ và đây là hiệu. Vậy thì số 15 là số trừ. Đáp án của chúng ta là đáp án B. Câu 2, cho 7 cộng 3 cộng 6 bằng chấm chấm chấm. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là, ta thấy rằng 7 cộng 3 bằng 10, 10 cộng 6 nữa thì bằng 16. Vậy đáp án của chúng ta là đáp án B. Câu 3, 18cm cộng 2dm bằng hỏi chấm. Các bạn thấy rằng ở đây cm và dm nó chưa đồng nhất đơn vị. Vậy bây giờ chúng ta phải đổi ra để nó đồng nhất đơn vị đã nhá. Nào, 18cm cộng 2dm. Ta đổi 2dm bằng 2dm bằng bao nhiêu các bạn? Bằng 20cm. Các bạn nhìn thấy ở đây rằng là gì? Decimet cho cm. Đơn vị decimet lớn hơn đơn vị cm. Vậy khi đổi ra với các bạn, cô dạy các bạn một mẹo, các bạn nên thêm một số 0 và đằng sau cái số đó, 2 decimet sẽ bằng 20cm nhé. Vậy 18cm cộng 20cm cộng 20cm thì ta sẽ được là 8 cộng 0 bằng 8 này, 1 cộng 2 bằng 3. Vậy ta có bằng 38cm. Đáp án của chúng ta là đáp án D. Câu 4, cho 44 nhỏ hơn, ô trống này, nhỏ hơn 46. Chữ số tích hợp điền vào ô trống là. Vậy ở đây các bạn thấy rằng số hàng chục của nó là 4, đều là 4 hết đúng không nhỉ? Có 3 số này đều là 4 hết. Vậy chúng ta so sánh tiếp biến hàng đơn vị. Vậy 4 thì sẽ nhỏ hơn nhỏ hơn 5, và 5 sẽ nhỏ hơn 6. Vậy thì 44 sẽ nhỏ hơn 45 và sẽ nhỏ hơn 46. Số của chúng ta là số đáp án C, số 5. Sang đến bài 5, tổ 1 trồng được 36 cây cam. Tổ 1 trồng được 36 cây cam. Tổ 2 trồng được 24 cây bưởi. 24 cây bưởi, hai loại nhá. Hỏi cả hai tổ, cả hai tổ. Cái từ quan trọng của chúng ta là từ cả hai tổ nhá, trồng được tất cả bao nhiêu cây. Vậy thì bài này khi nhìn thấy rằng là người ta hỏi cả hai như vậy thì các bạn phải biết ngay đấy là phép tính cộng rồi. Vậy thì cô sẽ cộng cái số cây cam của tổ 1 và số cây bưởi ở tổ 2 vào với nhau. Cô lấy 36 cộng với 24, cô được này, 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1, 3 cộng 2 là 5, nhớ 1 là 6. Vậy đáp án của chúng ta là đáp án B, 60 cây. Câu 6, từ 3 chữ số 5, 0, 6 có thể lập được mấy số có 2 chữ số khác nhau? Vậy thì cô nói rồi, số có 2 chữ số thì chúng ta sẽ có như này. Số có 2 chữ số. Số có 2 chữ số thì cô sẽ có là nó sẽ có hàng chục trước. Hàng chục đứng trước đúng không nhỉ? Và hàng đơn vị đứng sau. Vậy với bài này thì hàng chục của chúng ta sẽ có thể là sử dụng số 5 và số 6. Số 0 có được không các bạn? Số 0 không sử dụng được bởi vì người ta không lấy số 0 làm hàng chục bao giờ hết. Vậy hàng đơn vị thì ta sẽ có số 5, số 6 và số 0. Vậy bây giờ mới với số 5 là hàng chục, với số 5 là hàng chục thì cô sẽ có số 5 là hàng chục này, số 5 là hàng đơn vị. Có đúng không các bạn? Không được nhá, tại vì người ta yêu cầu là số có 2 chữ số khác nhau. Vậy nên đã số 5 là hàng chục rồi thì chúng ta không lấy số 5 là hàng đơn vị nữa, mà ta lấy số 6, ta có số 56 và số 50. Tiếp, với số 6 là hàng chục thì cô sẽ có là số 65. Và số bao nhiêu? 66 có được không các bạn? 66 không được bởi vì người ta yêu cầu hai chữ số khác nhau. Vậy ta còn số 60. Đó.
đây ta sẽ lập được 4 số 56, 50, 65 và 60. Đáp án của chúng ta là đáp án C. Phần 2 là phần tự luận. Bài 1 người ta yêu cầu mình hãy đặt tính rồi tính tổng. Biết các số hạng là câu A 9 và 8. Vậy số hạng đầu tiên là 9. Cô cộng với 8. 9 cộng 8 bằng 17. Cô viết 17. Câu B 45 cộng với 25. 5 cộng 5 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 4 nhớ 1 bằng 5. 5 cộng 22 là bằng 7. Với kết quả của chúng ta là bằng 70. Vậy là chúng ta đã đi sang cái phần cộng có nhớ rồi đấy nhá. Câu C 9 cộng với 31. 9 cộng 1 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 3 nhớ 1 bằng 4, kết quả là bằng 40. Câu D 34 cộng với 16. 4 cộng 6 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 3 nhớ 1 bằng 4, 4 cộng thêm 1 ở đây nữa là bằng 5. Bài 2 người ta bảo nối phép tính ở hàng trên với kết quả đúng ở hàng dưới. Đây, phép tính ở hàng bên trên này với kết quả ở hàng bên dưới này. Thì bây giờ cô sẽ tính cái phép tính này nhá. 3 cộng 7 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 4 cộng 4 bằng 8, nhớ 1 bằng 9. Kết quả của chúng ta là bằng 90. Chúng ta nối luôn. Kết quả phép tính này của chúng ta là bằng 80. 9 cộng với 10 thì bằng 19, nối luôn. 8 cộng 2 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 5 nhớ thêm 1 là bằng 6. Kết quả phép tính này của chúng ta bằng 60. 3 cộng 7 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 4 nhớ 1 là 5, 5 cộng 2 là bằng 7. Kết quả của chúng ta là bằng 70. Vậy là cô đã nối xong bài 2 rồi. Các bạn hãy tính kỹ rồi ăn kèm các bạn nhé. Bài 3 người ta yêu cầu mình hãy tính. Ở câu A này, các bạn thấy rằng đây là hai phép tính cộng. Vậy thì cô sẽ tính từ bên trái sang bên phải. Đầu tiên cô đặt dấu bằng trước này. 8 cộng 2 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 3 nhớ 1 là 4, cộng thêm 1 là bằng 5. 50 mà cộng với 9 thì cô sẽ được kết quả là bằng 59. Vậy là chúng ta xong câu A rất là dễ dàng. Câu B 8 trừ 2 bằng 6, viết 6. 3 trừ 1 bằng 2. 26 ta cộng tiếp với 23 thì ta sẽ được là 6 cộng 3 bằng 9 này. 2 cộng 2 bằng 4, kết quả của chúng ta là bằng 49. Câu C 9 cộng 1 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 2 nhớ thêm 1 là 3. 30 của chúng ta trừ đi 10 thì ta sẽ được kết quả là bằng 20. Phép tính số chậm chụp. Bài 4 người ta bảo rằng Lan gấp được 18 cái thuyền, Huệ gấp được 22 cái thuyền. Hỏi cả hai bạn. Thế câu hỏi của người ta nói lên phép tính rồi. Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu cái thuyền. Với bài toán mà hỏi cả hai, nghĩa là cả hai nghĩa là gộp hai bạn lại với nhau, thì phép tính của chúng ta là phép tính cộng. Vậy câu trả lời của chúng ta làm theo mẹo là gì? Là chữ hỏi đi. Cả hai bạn gấp được hai chữ bao nhiêu bằng chữ số. Số cái thuyền là hai dấu hỏi chấm bằng chữ là. Đấy là mẹo làm các bạn nhé. Cả hai bạn gấp được số cái thuyền là phải chấm. Vậy chúng ta sẽ lấy số thuyền của Lan là 18 cái thuyền, chúng ta cộng với thuyền của Huệ là 22 cái thuyền thì ta được là 8 cộng 2 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 1 nhớ thêm 1 bằng 2, cộng thêm 2 là bằng 40. Đơn vị là cái thuyền. Đây, đơn vị của chúng ta ở đây. Đáp số này 40 cái thuyền. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài 4. Bài 5 người ta bảo rằng hãy tìm hai số khi biết tổng của chúng bằng 9 và hiệu của chúng bằng 1. Bài này cũng giống như cái bài cuối cùng của cái bài tuần 2 đấy, là tìm tổng bằng 8 và hiệu cũng bằng 8. Thì với bài này chúng ta cũng làm tương tự. Đầu tiên là chúng ta sẽ
viết tổng trước những số, đúng không nhỉ? Những số cộng với nhau bằng 9 là, hoặc là có tổng bằng 9 là đều được. Vậy thì muốn tìm được những số cộng với nhau bằng 9 thì các bạn phải lấy những số bé hơn 9 để cộng vào với nhau. Đầu tiên là 9 cộng 0, riêng cái trường hợp này thì là 9 cộng 0. 8 cộng 1, 7 cộng 2, 6 cộng 3, 5 cộng 4, còn không các bạn? Hết rồi, đây là những phép tính mà cộng lại với nhau để bằng 9. Vậy thì trong phép tính này, ta thấy rằng có những số nào mà trừ đi nhau thì có hiệu bằng 1. Vậy thì cô thấy rằng là 9 mà trừ đi 0 thì bằng 9, 8 trừ 1 thì bằng 7, 7 mà trừ đi 2 thì bằng 5, 6 trừ đi 3 bằng 3, và chỉ có 5 trừ đi 4 thì sẽ bằng 1 thôi. Vậy thì số chúng ta cần tìm là số 5 và số 4. Vậy thì cô ghi ở đây là nhá, những số trừ đi, những số này trừ đi những số bên trên này nhá, trừ với nhau bằng 1 là, đó, cô thấy rằng chỉ có 5 trừ đi 4 là sẽ bằng 1 thôi. Cô lấy những số trên này trừ đi. Vậy thì kết quả của chúng ta là, vậy số cần tìm là số 5 và số 4. Vậy là chúng ta đã kết thúc tuần 3 của bài của tuần toán 2 rồi. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với tuần 4. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.